quý vị, bản tin nối tiếp cho biết Đà Nẵng xử phạt hơn 210 người nước ngoài vi phạm luật. Trong 9 tháng đầu năm 2018, Công an thành phố Đà Nẵng đã xử phạt 210 trường hợp người nước ngoài vi phạm quy định về xuất nhập cảnh và cư trú, với tổng số tiền phạt hơn 1.4 tỷ đồng. Tin cho biết các trường hợp người nước ngoài bị xử phạt chủ yếu là vì tìm cách câu kết người Việt Nam tổ chức điều hành du lịch và làm hướng dẫn viên du lịch trái phép. Ngoài ra, đã có 119 trường hợp vi phạm luật vì quá hạn tạm trú mà vẫn chưa chịu xuất cảnh. Bản tin nhấn mạnh có 14 trường hợp người nước ngoài thuê nhà dân để trang bị các thiết bị nhằm đánh bạc qua mạng. Số liệu thống kê cho thấy đã có trên 2.2 triệu người nước ngoài nhập cảnh và lưu trú tại Đà Nẵng trong 9 tháng đầu năm 2018, tăng 90% so với cùng kỳ 2017. Mục đích nước ngoài nhập cảnh vào Đà Nẵng được nói chủ yếu là đi du lịch, trong đó người có quốc tịch Trung Quốc và Nam Hàn chiếm trên 78%. Thưa quý vị, sinh viên Việt Nam đóng góp gần 900 triệu Mỹ Kim cho nền kinh tế Hoa Kỳ. Số lượng du học sinh Việt Nam tại Hoa Kỳ tăng năm thứ 17 liên tiếp và đóng góp hàng trăm triệu Mỹ Kim cho nền kinh tế Hoa Kỳ, theo báo cáo hàng năm với tên gọi Open Doors của Viện Giáo dục Quốc tế IAE có trụ sở ở New York, Hoa Kỳ. Theo báo cáo mới công bố trong năm học 2017-2018, Việt Nam tiếp tục đứng thứ 6 trong danh sách những nước dẫn đầu về số lượng sinh viên du học tại Hoa Kỳ với 24.325 sinh viên. Trong tổng số 24.325 sinh viên Việt Nam du học tại Hoa Kỳ, 69.6% tại đại học, 15.2% sau đại học, 8.6% tham gia thực tập không bắt buộc và 6.6% còn lại theo các chương trình không cấp bằng. Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Việt Nam cho biết, sinh viên Việt Nam đóng góp 881 triệu Mỹ Kim cho nền kinh tế Hoa Kỳ. Các tiểu bang có nhiều sinh viên quốc tế du học nhất bao gồm California, New York, Texas, Massachusetts, Illinois, Pennsylvania, Florida, Ohio, Michigan và Indiana. Nhà máy thép Đà Nẵng Ý và Đà Nẵng Úc bị phạt tiền và đình chỉ hoạt động. Hai nhà máy thép Đà Nẵng Ý và Đà Nẵng Úc tại thành phố Đà Nẵng bị phạt tổng cộng hơn 1 tỷ đồng và bị đình chỉ hoạt động 6 tháng vì gây ô nhiễm môi trường. Truyền thông trong nước loan tin vừa nêu vào ngày 26 tháng 11. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhà máy thép Đà Nẵng Ý và Đà Nẵng Úc được thành phố Đà Nẵng công bố vào cùng ngày. Theo quyết định, nhà máy thép Đà Nẵng Ý đã không thực hiện đúng nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và các yêu cầu của dự án được duyệt trước đó, và bị phạt 390 triệu đồng và bị đình chỉ hoạt động sản xuất 6 tháng. Còn nhà máy thép Đà Nẵng Úc cũng vi phạm những yêu cầu của dự án và bị phạt 740 triệu đồng, đồng thời bị đình chỉ hoạt động 6 tháng. Ngoài ra, hai nhà máy này bị buộc phải khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong thời hạn là 6 tháng. Ngâu chết hàng loạt ở Nghệ An. Cũng tin liên quan đến môi trường, trong khoảng thời gian hơn một tuần nay, hàng trăm tấn ngâu ở xã Hoàng Mai, Nghệ An chết chưa rõ nguyên nhân. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu ngâu chết để xét nghiệm nhưng chưa phát hiện dấu hiệu bất thường. Cho đến ngày 26 tháng 11, ngâu không còn chết nhiều như trước, nhưng xác ngâu chết nhiều bốc mùi hôi thối. Người dân phải tự dọn dẹp để làm sạch môi trường. Theo người dân, đây là lần đầu tiên trong nhiều năm vừa qua ở đây xuất hiện tình trạng ngâu chết với số lượng nhiều như vậy. Người dân mong cơ quan chức năng sớm tìm ra nguyên nhân và hỗ trợ người dân dọn vệ sinh, đảm bảo môi trường nuôi ngâu trở lại. Tình trạng môi trường nuôi trồng thủy sản tại nhiều địa phương trên cả nước bị ô nhiễm, khiến vật nuôi chết hàng loạt, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng cho người nuôi thường xảy ra. Bản tin giải trí cho biết Bernardo Bertolucci, đạo diễn của phim Last Tango in Paris, đã qua đời. Đạo diễn gạo cội người Ý Bernardo Bertolucci, chủ nhân của rất nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá, đã qua đời ở tuổi 77 vì bệnh ung thư tại Rome. Trong vòng hơn một thập kỷ qua, nhà làm phim này đã phải ngồi xe lăn sau khi cuộc phẫu thuật thoát vị đĩa đệm không thành công vào năm 2003, khiến ông không thể tự đi lại. Bertolucci là một trong bốn trụ cột của phong trào làn sóng mới của điện ảnh Ý vào đầu những năm 60, cùng với Michelangelo Antonioni, Federico Fellini và Pier Paolo Pasolini. Bernardo nổi tiếng với nhiều tác phẩm để đời, trong đó phải kể đến Last Tango in Paris, The Dreamers và The Last Emperor. Đáng ngạc nhiên là sự nghiệp của ông đã mở rộng ra tới Hollywood và tìm được thành công tại đây với thành tựu lớn nhất là 9 giải Oscar cho bộ phim The Last Emperor năm 1987, mô tả cuộc đời vị vua phổ nghi là hoàng đế cuối cùng của triều đại Trung Quốc. Triển lãm về cố danh ca Michael Jackson diễn ra tại Pháp Quốc.
một phim triển lãm độc đáo nhằm để vinh danh cuộc đời và sự nghiệp của cố danh ca Michael Jackson đã vừa chính thức khai mạc tại thủ đô Paris vào ngày thứ Sáu 23 tháng 11, trong đó bao gồm nhiều bức ảnh chân dung do hai họa sĩ Andy Warhol và Keith Haring sáng tác, cũng như đoạn video quay lại cảnh các ca sĩ nghiệp dư đang hát lại album Thriller của cố danh ca Michael Jackson. Chương trình đã được đặt tên là Michael Jackson on the Wall. Trước khi đến với Paris, phim triển lãm đã được tổ chức bên trong phòng tranh quốc gia ở thủ đô London của Anh Quốc. Tầm ảnh hưởng của Michael Jackson vẫn còn rất lớn. Ông hoàng nhạc pop Michael Jackson vào năm ngoái đã thống trị bảng xếp hạng những cố nghệ sĩ kiếm được nhiều tiền nhất mặc dù đã qua đời cách đây vài năm. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức News at Night trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi. Xin trân trọng kính chào quý vị. Và xin kính chúc quý vị một ngày nhiều niềm vui và hạnh phúc bên cạnh người thân và gia đình. Xin kính chào.